Thuận tay trái mà cái này phải chơi tay phải. Đây mình sẽ giới thiệu đây là kèn saxophone mini đó, rất là dễ thổi. Anh em nếu mà chưa có tiền mua cái saxophone lớn á, anh em mua saxophone mini đó, nó chỉ giá 1/10 của cái ăn tô to thôi. Đừng đó. Nghe đừng nghe nữa. Đây mình sẽ anh giới thiệu anh em, đây đây là thay bấm của nó. Đừng nghe nó phải đó. Các bạn bật hết đây. Đó, nó bật hết cả ngốt luôn á. Có khi là vất vả lắm á. Đó. Đây là mình giới thiệu luôn. Đây. Phải nha anh em. Tay trái chịu đó. À. Đó. Anh em thấy chưa? Đó. 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 Để mua vậy thôi.